Nhật kế điện tử đo trán có dễ sử dụng không? Mình xin chào bà con ha. Hiện tại thì mình đang có hai dòng model đời cũ và model đời mới của Manulife, hàng chính hãng ha. Thì nếu mà như đo đơn giản á, chúng ta chỉ cần để cái vị trí là mình đo người hoặc là đo vật thể đó, mình phải chọn đúng chế độ nha. Ví dụ mình đo người thì mình để lên hình đo người, còn đo vật thể như đo sữa nè hoặc đo những cái gì vật gì nóng trong nhà đó, mình có thể gạt xuống đó. Rồi mình chỉ cần để ngay trán khoảng 1-3 cm, mình bấm một cái là sau 1-3 giây là có kết quả của chú anh chị nha. Còn cái dòng đời mới đó thì nó cũng có chức năng y chang vậy, nhưng mà nó có tính năng thông minh là khi mình đo người á, là mình cứ bấm đo cái là từ ngoài cách khoảng 1-3 cm là nó tự động nó đo rồi cho anh chị ha. Thì mình không cần cái độ chính xác mình canh, mình dí cứ từ ngoài vào gần trán là nó sẽ đo, khi đúng vị trí nó sẽ đo. Thì nó cũng có tính năng là đo người và đo vật thể, nhưng mà mỗi một máy như vậy thì nó có cái nút bố trí ở vị trí khác nhau. Thì Hoàng Sơn có video hướng dẫn từng loại máy khác nhau cho cô chú anh chị mình rồi. Cô chú anh chị mình hỏi là có cần hiệu chỉnh cái máy này hay không. Mình chỉ cần cài đặt ngày giờ thôi nha, chứ mình không có chỉnh gì trên đây được hết. Nếu mà như cái máy mình nghi ngờ không chính xác thì mình có thể gửi vào hãng để được kiểm định chất lượng nha. Tất cả những dòng máy nếu mà mình mua hàng chính hãng, mình sẽ được kiểm định chất lượng miễn phí, hết hạn bảo hành vẫn được kiểm định chất lượng miễn phí nha. Và Hoàng Sơn khuyên ở nhà mình nên mua hàng chính hãng vì có cái trung tâm bảo hành và kiểm định. Chứ những cái máy mà trôi nổi trên thị trường á, hoặc là những máy Trung Quốc, mình không biết cái độ chính xác có hay không thì mình đo và ra kết quả sai của thuốc thì cực kỳ nguy hiểm nha. Hoàng Sơn có những video hướng dẫn cả nhà mình cách khắc phục lỗi tại nhà nè, rồi cách sử dụng. Cô chú anh chị mình quan tâm thì có thể gọi trực tiếp Hoàng Sơn để biết thêm thông tin trên kênh Sức Khỏe 60 giây. Cái dòng máy truyền thống của mình á là 1.100.000 nha, còn cái dòng máy đời mới tính năng thông minh là 1.250.000, mắc hơn một chút. Rồi cảm ơn cô chú đã theo dõi, tạm biệt và hẹn gặp lại.